để đảm bảo Việt Nam như một điểm đến của ngành công nghiệp bán dẫn. Vậy Việt Nam cần làm gì trong cuộc đua bán dẫn toàn cầu? Hãy cùng Hồ Sơ TV nhìn nhận và đánh giá vấn đề này. Công nghệ bán dẫn, nền tảng của thế giới hiện đại. Lĩnh vực bán dẫn có vai trò quan trọng, nên đây đang được xem là tiêu điểm và cũng đặc biệt thu hút những ngành công nghiệp liên quan. Với nguyên tắc chip có kích thước càng nhỏ thì sẽ càng tiết kiệm năng lượng. Gần đây, đã có một bước tiến công nghệ đáng kể nhờ vào việc thay đổi nguồn sáng, giúp các nhà khoa học thiết kế được các con chip có kích thước rất nhỏ. Điều này đã tạo ra một sự bất ngờ lớn cho thế giới sản xuất linh kiện bán dẫn. Ngoài ra, một cuộc đua khác cũng đang diễn ra trong ngành bán dẫn. Đó là cuộc đua tìm kiếm các nguồn năng lượng xanh, giúp quá trình nghiên cứu sản xuất thân thiện hơn với môi trường. Quý vị và các bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ, bình luận bên dưới video. Ngoài ra, hãy bấm thích video cũng như đăng ký kênh Hồ Sơ TV và cũng đừng quên bấm nhận tất cả các thông báo để đón nhận những video mới nhất. Với xuất phát điểm là một quốc gia đang phát triển và chỉ mới bắt đầu bước vào cuộc đua trong ngành bán dẫn, Việt Nam chắc chắn sẽ còn gặp rất nhiều thử thách nếu muốn sánh ngang với các cường quốc trên thế giới. Tuy nhiên, câu hỏi liệu Việt Nam có thể đã đặc biệt thu hút các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu thế giới đến với đất nước của chúng ta. Việt Nam vẫn còn rất nhiều cơ hội vì chúng ta trên thực tế còn có nhiều lợi thế hơn so với các quốc gia khác trong khu vực, điển hình là Singapore. Những lợi thế này gồm sở hữu diện tích lớn hơn, có ngành nông nghiệp phát triển, bờ biển dài để phát triển thủy hải sản, y sinh, thuốc chữa bệnh. Thế nên, cơ hội để phát triển, số hóa giải pháp trong những ngành kể trên vẫn còn nhiều dư địa. Và chip điện tử có thể là gốc rễ của mọi lĩnh vực đó. Việt Nam nên đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục để có lực lượng lao động chất lượng cao, cũng như sở hữu hệ sinh thái đủ thu hút các nhà đầu tư, các đơn vị sản xuất bán dẫn nếu muốn tiếp bước trong cuộc đua. Hiện nay, việc thiếu nguồn nhân lực công nghệ cao đang là một vấn đề mà Việt Nam gặp phải. Chính phủ Việt Nam cần đưa ra nhiều giải pháp mới, như tạo điều kiện cho các em vừa học vừa thực hành tại doanh nghiệp để nâng cao năng lực, nhận thức cũng như cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy các cơ sở hạ tầng dùng chung, chia sẻ vì đây là yếu tố quan trọng để thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam có thể từng bước đi theo quy mô nhỏ nhằm phát triển năng lực để phù hợp với nhu cầu của xã hội. Lấy Trung Quốc làm ví dụ, khi quốc gia này mới tham gia thì không phải là nước đi đầu mà chỉ cung ứng linh kiện. Từ sản xuất họ tiến lên trong chuỗi cung ứng. Đối với ngành công nghiệp bán dẫn, nguồn lực ban đầu, bao gồm cả tài chính và con người đều rất quan trọng. Chính vì vậy, Việt Nam có thể bắt đầu công nghiệp bán dẫn với quy mô nhỏ và chính phủ cần đầu tư mạnh mẽ vào các trường đại học để chuẩn bị nguồn lực. Bên cạnh đó, những vấn đề về địa chính trị diễn ra trên thế giới cũng là một cơ hội cho Việt Nam. Trong bối cảnh các nhà sản xuất đang đưa ra những chiến lược và tìm kiếm một quốc gia khác để đặt cơ sở sản xuất của họ, nếu Việt Nam có thể chứng minh rằng mình là một điểm đến hấp dẫn, cũng như có sẵn các nguồn lực cần thiết, thì cơ hội của chúng ta trong việc phát triển ngành bán dẫn là hoàn toàn rõ rệt. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, ngành công nghiệp bán dẫn nổi lên như một trong những trụ cột chiến lược của thế kỷ 21. Công nghiệp bán dẫn không chỉ là nền tảng cho các thiết bị công nghệ mà còn giữ vai trò cốt lõi trong nền kinh tế kỹ thuật số của mỗi quốc gia. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1018 về chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ hội lớn để Việt Nam vươn thành điểm đến an toàn trong chuỗi cung ứng công nghiệp bán dẫn trên toàn cầu. Mặc dù có nhiều tiềm năng nhưng Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức lớn. Như đã nói ở lúc trước, đó là sự thiếu hụt về công nghệ và nhân lực. Công nghệ sản xuất chip vẫn là điểm yếu của Việt Nam so với các nước phát triển. Trong khi các doanh nghiệp trong nước hiện tại chủ yếu tham gia vào khâu thiết kế. Để thực sự vươn tầm trong chuỗi cung ứng toàn cầu về công nghiệp bán dẫn, Việt Nam cần có chính sách phát triển các mảng sản xuất, đóng gói và thử nghiệm vốn có giá trị gia tăng cao hơn. Cụ thể như công nghệ sản xuất chip tiên tiến là những công nghệ cốt lõi để chế tạo các chip với kích thước siêu nhỏ, hiệu năng cao, chất lượng bề mặt chip đồng đều và hiệu suất cao, đạt được độ tinh khiết và giảm tối đa tỷ lệ lỗi sản phẩm. Đồng thời, sản xuất vật liệu bán dẫn tiềm năng ứng dụng trong các thiết bị điện tử thế hệ mới có độ tinh khiết cao và nâng cao hiệu suất của chip. Để phát triển công nghiệp bán dẫn, nguồn nhân lực là một vấn đề cấp thiết. Chính phủ cần có sự quan tâm đặc biệt trong việc xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu về công nghiệp bán dẫn. Cần có những giải pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác công tư nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn, ưu đãi để khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân tham gia sâu hơn vào quá trình quản lý,
và vận hành các cơ sở đào tạo liên quan đến lĩnh vực này. Đồng thời, cần tạo điều kiện thuận lợi để khu vực tư nhân chia sẻ tài chính, hạ tầng và các nguồn lực khác nhằm phát huy tối đa tính năng động và sáng tạo trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành bán dẫn. Trong quá trình rà soát, sửa đổi các luật liên quan đến đầu tư công, khoa học, công nghệ và quản lý tài sản công, cần bổ sung các quy định cụ thể để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động hợp tác này. Một trong những yếu tố không kém phần quan trọng đó là cung cấp nguồn năng lượng. Ngành bán dẫn đòi hỏi có nguồn điện ổn định, không chỉ đáp ứng đầy đủ về mặt số lượng mà còn phải đảm bảo về mặt chất lượng. Nguồn điện không ổn định là một trong những thách thức lớn đối với sản xuất chip bán dẫn. Sự biến động về điện áp, tần số và chất lượng điện năng có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, năng suất và hiệu quả sản xuất. Bên cạnh đó, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và xu hướng phát triển kinh tế xanh, việc sử dụng nguồn năng lượng sạch trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các nhà đầu tư. Nếu Việt Nam không đáp ứng được các nhu cầu này, khả năng cạnh tranh trong ngành bán dẫn sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, Việt Nam cần đầu tư mạnh mẽ vào phát triển năng lượng để đảm bảo nguồn cung cấp điện bền vững cho ngành công nghiệp bán dẫn, như phát triển năng lượng tái tạo, đồng thời phải đảm bảo một nguồn điện nền ổn định. Trong bối cảnh quỹ điện không còn nhiều dư địa phát triển và điện than dần phải bị đóng cửa theo lộ trình đến năm 2050, đó là những nội dung cần thiết để đảm bảo Việt Nam như một điểm đến của ngành công nghiệp bán dẫn.